Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là phần cục rung, cáp cục rung trên Huawei Nova 3. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần cục rung trên Huawei Nova 3 không rung được, rung chập chờn lúc không, cần một địa chỉ thay mới cục rung trên Huawei Nova 3. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099, di động qua cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Huawei Nova 3 nói chung và phần cục rung của Huawei Nova 3 nói riêng thay mới quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động qua cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn.